Mô Phật, cho con hỏi Phật tử tại gia có nên cúng cô hồn vào ngày 14 không ạ? Hình như ở đây nó cũng có một câu tương tự như vậy đó. Tại gia có nên cúng cô hồn vào rằm cuối tháng? Dạ thưa, cái vấn đề nên không nên thì không sao. Có vấn đề là chúng ta có thể giữ cúng được như vậy thường xuyên hay không? Thì ông bà chúng ta thường hay nói là thờ phượng thì dễ, giữ lễ mới khó. Ví dụ như nếu mình được quy định một năm mình cúng cô hồn một lần, hai lần ở tại cái khu vực mình ở thì mình giữ như vậy. Còn nếu mình cúng mỗi rằm hay là mỗi 30, mùng 1 gì đó mà chúng ta không cúng thường xuyên thì không nên. Vì cái gì chúng ta tập thành một cái lễ thì chúng ta phải giữ. Cho nên nếu mà mình muốn cái đó nó không có ràng buộc mình, ở cái này không có ai bắt buộc, vì đa số cái việc thực hiện cúng cô hồn là dành cho các chùa. Còn ở nhiếu tư gia Phật tử mà có khả năng thì, hoặc là thời giờ có phương tiện thì mình làm, không thì mình nên để một năm một hai lần thôi, để mình không có bị mắc cái lỗi là chúng ta khi làm khi không. Mình nên suy nghĩ kỹ trước khi mình làm. Còn không thì một năm mình cúng một hoặc là hai lần, tệ lắm thì cũng phải một lần. Tại vì sao? Tại vì cái cúng đó không phải là một sự mê tín, mà nó nói lên được cái tâm biết ơn. Khi chúng ta ở đâu, ở nơi chốn đó, đất trời ở nơi đó, thiên nhiên ở nơi đó đã cho chúng ta được một những cái ngày tháng sống yên bình, không? Thì thí dụ như trên mặt đất này, chúng ta cất một căn nhà lên, bây giờ là một căn nhà mình đang ở, có thể hàng mấy trăm năm trước ở nơi này là một cái nghĩa trang, mình không biết được. Hoặc là có thể là nhà của ai đó, rồi do nhiều lần gia đình người ta không còn người nữa thì đất đai này nó thuộc của chính phủ, rồi mình mới mua lại hay như thế nào đó mình ở. Thì trên cái phương diện tri ơn, biết ơn và thể hiện cái lòng biết ơn mình, một năm mình cúng một lần là cũng đã quý. Cho nên hàng năm người Việt mình có cái lễ cúng đất đai. Thật ra cái chữ đất đai đó, nói cho đúng là chữ đất đây. Đất đây nè, đất ở đây nè, chứ không phải đất đai. Mình nói riết nó thành trại thành cái chữ đất đai, chứ đúng ra là mình phải đọc là đất đây, tức là đất này chúng ta đang ở. Rồi ví dụ như mình tới một cái, mình mua vô, mình tới một cái chỗ nào hàng xóm mình mới tới, mình cũng phải làm quen với những người hàng xóm đó. Rồi nếu mà mình có những cái làm việc gì mà có thể ồn ào hàng xóm thì mình cũng phải qua nói với họ tiếp. Ở Việt Nam cũng vậy, ở xứ Mỹ cũng vậy. Có những ngôi chùa mà ở khu vực dân cư đó, thì khi mà lễ lọc là phải chạy tới nhà người ta nói. Tại sao? Không thôi là người ta phiền mình. Tại vì mình đậu xe, mình làm ồn ở những khu vực nhà của người ta, mà nhất là những cái lúc ngày thường. Cho nên mình làm việc gì mình tới mình xin, mình nói người ta một tiếng, ta hoan hỷ ngay. Người ta không làm khó mình. Sở dĩ mà người ta phiền hà, người ta khó mình là tại ngay lúc đầu mình thiếu cái tinh thần tế nhị đó. Thật ra ở trong kinh Địa Tạng nói, nó cũng có cái lý lắm, không? Đấy. Con đi trải qua những cái nhà gọi là gì? Giữ nhiều mà lành ít, nhớ không? Nhớ mấy câu đó trong kinh không? Tới cái những cái nhà mà giữ nhiều lành ít mà muốn hộ cho họ cũng khó nữa. Tại vì họ không có cái duyên phước để mình được độ cho họ. Ví dụ như giờ mình muốn nói lời lành cho họ nghe mà họ không nghe. Họ nói tôi bận lắm, tôi bận nhậu, tôi bận làm này làm kia, họ đâu có chịu để ý mà họ nghe. Cho nên cái việc mà mình làm một cái việc gì mà chúng ta cúng, nó không, cái vấn đề là chúng ta làm với cái tinh thần gì. Còn nếu chúng ta làm với cái tinh thần mê tín không hiểu biết thì chúng ta sẽ bị vướng vào đó. Còn nếu mà chúng ta làm mà chúng ta hiểu cái việc chúng ta đang làm, chúng ta ý thức được việc chúng ta làm và chúng ta có thổi vào trong cái việc làm của chúng ta có đưa vào cái việc làm chúng ta những cái nội dung rất đẹp, thì cái việc làm nó không hề mê tín. Cái điều này Pháp Hòa nói hoài việc đó vậy đó. Giống như mình lại Phật hay là mình
tụng kinh vậy đó. Không phải là Phật nghe hay là Phật chứng cái lễ đó cho mình, nhưng mà đó là chúng ta đang thực tập một sự trở về, mà hình ảnh Đức Phật là một biểu tượng. Cho nên quý vị muốn cúng thì cứ cúng, nhưng mà nhớ là nếu mình đã muốn thì phải giữ làm, còn không thì cứ 5 lần 2 lần tạ ơn. Như người Việt mình đầu năm hay cuối năm tạ ơn đất trời. Thậm chí rồi mỗi đến cái mùa Trung Thu, sau một cái mùa gặt hái, chúng ta cũng cảm tạ đất trời, thiên nhiên đã ưu đãi chúng ta, để cho chúng ta có được những cái nguồn nước hay là những cái mảnh đất để chúng ta trồng trọt. Năm đó mình trúng mùa thì gia đình mình được hạnh phúc, an vui nhờ cái đời sống đó. Câu hỏi kế: trước hết cho con chúc sức khỏe thầy. Mấy ngày nay trong tâm con có một thắc mắc, giống như con với mấy người bạn con sống chung, nấu ăn thường ngày con tự nấu ăn chung, đi chợ con cũng đi, xong về con cũng nấu. Nhưng mấy mùa dịch này con cũng làm như vậy, con cũng nấu ăn chung, và thậm chí con còn xuất tiền ra đi chợ trước, ai có tiền thì trả lại con. Nhưng có một người bạn không trả lại tiền đi chợ cho con. Con không trách nhưng con buồn, vì người bạn đó có tiền đi đánh bài, đi ăn nhậu, vậy mà không có tiền trả lại cho con, nên con tức và con không nấu ăn cho bạn đó nữa. Và thưa thầy, hành động của con như vậy có gọi là ích kỷ không? Xin thầy cho con biết, nếu hành động đó là ích kỷ thì con sẽ bỏ ngay hành động đó. Cảm ơn vị Phật tử này rất là thành thật. Dạ thưa, thì thật sự ra thì cũng không phải là ích kỷ. Thì trong cuộc sống thì mình có đôi lúc mình có những cái bất đồng. Khi mình thấy nó có một cái gì đó không có công bằng trong cuộc sống, thà là người bạn đó không có tiền đi, rồi người bạn đó mình đi chợ mình nấu ăn cho bạn đó mình không buồn, đằng này bạn đó có tiền mà không có chi mà lại bắt mình như vậy. Thì trước khi mình làm như vậy đó thì sao mình không có rõ ràng đi, mình đi chợ về thì đã là sống chung chia tiền mà, thì mình cứ rõ ràng. Bạn kỳ này đi chợ 100 thì mỗi người mình 20, 30 chi đó, thì bạn đó gửi vô cho mình. Tức là mình khoan trách, vì mình có thể là mình chưa có nói vấn đề tiền bạc cho nó rõ ràng, thì người kia nghĩ là mình khoản đãi, hoặc là người kia lờ, được nhiêu thì lờ. Còn nếu như mà mình, hay là bình thường, lúc bình thường bạn này vẫn đi chơi, vẫn bình thường, không có nạn dịch gì hết, mình vẫn nấu ăn cho mọi người, mình không có vấn đề gì khó khăn. Mà bây giờ thì mình lại có khó khăn là tại vì mình bất đồng. Trong khi đó mọi người cũng nghỉ làm, ai cũng không có đi làm, mà tại sao lại như vậy? Cho nên để trước khi mình xác định mình có phải ích kỷ hay không, hay là mình có những cái đối xử nó kỳ cục hơn, chẳng hạn như là không thèm nấu nữa, vân vân, thì mình nên một lần sòng phẳng. Còn nếu như người bạn kia vẫn không, thì chừng đó mình có cách giải quyết nào đó, thì tùy theo cái hoàn cảnh sống của mình. Ích kỷ là khi nào mình có khả năng, người kia không có, mà mình ganh tị, mình không có nấu hay mình không có giúp, thì cái đó cũng có thể có một phần. Còn ở đằng này là mọi việc nó rất là rõ ràng, người đó cũng có khả năng, nhưng có lẽ là mình chưa sòng phẳng, cho nên rồi mình lại đem cái phiền về cho mình. Thì sống chung thì cũng không phải là vấn đề tiền bạc không, mà ngay cả trong vấn đề mình chia sớt với nhau, trong vấn đề dọn dẹp nhà cửa hay vân vân, để mọi người không có phiền. Cái gì cũng vậy hết. Vợ chồng mà đôi khi vợ làm hoài mà chồng không làm gì, mà nếu người vợ mà chưa có nhịn nhục đủ là có thể cũng phiền hà đó. Tại sao tôi làm quá trời mà anh không làm gì hết, huống chi mình chỉ là những người bạn sống chung. Cái đó chỉ là những cái bình thường trong cuộc sống. Khi chúng ta thấy một cái gì nó không có được công bằng, thì chúng tự nhiên nội tâm của chúng ta, cái nội kết mình nó phải nổi lên, và chúng ta thường có thái độ và có lời nói.
Còn nếu mà mình khoan, hãy có những lời nói, những thái độ gắt gỏng hay là thẳng thắn, và chúng ta nên có những cái giải quyết cho nó rõ ràng để không có làm phiền mình. Có nhiều khi mình không làm thì người ta nói tại sao đi chợ về không nói rõ tiền bạc, thì người ta trách ngược lại mình. Cho nên mình nên rõ ràng trước khi mình có những cái thái độ khác. Bạch thầy, cho con hỏi người xuất gia có được mua nhà riêng không? Nhà riêng là private house. Thì tùy theo cái nhà riêng. Nếu ví dụ như ngoài chùa mình có cái nhà kế bên, mình mua cái nhà đó cho chúng ở hay cho sử dụng cho chùa thì không sao hết. Còn nếu như người xuất gia mình mua sắm một cái gì mà có tính cách riêng biệt cho cá nhân mình thì cái đó không nên. Vì cái đó không phải là tự tiền của mình, mà tiền gì mà của bá tánh, của những người người ta ủng hộ cho Tam Bảo, thì chúng ta nên sử dụng đúng cho Tam Bảo. Thật ra thì trước hết là cho bản thân mình. Tất cả những cái gì là cũng tự mình, tạo cái phước của mình mà tạo cái lỗi của mình. Thành thử ra người xuất gia, đã xuất gia thì mình ở chùa, còn mình mua sắm cái gì thì nếu mình vì một cái Tam Bảo mình làm thì không sao. Hoặc là thậm chí ví dụ bây giờ mình mua một cái thất thì như là một cái nhà riêng rồi. Thì cái thất đó là để mình tịnh dưỡng, nhưng mà thủy chung cái thất đó cũng không phải của mình, chẳng qua là mình mua cho tăng chúng. Hết đời mình thì người khác sử dụng cái đó, chứ không phải là nói thôi tôi sắp chết rồi tôi bán cái này để ông thôi rồi mai mốt rồi tiền của tôi bị mất hết thế này thế kia. Thì cái đó không phải. Mình có thể làm một cái thất, làm một cái am gì đó để mình nhập thất, mình tịnh tu, rồi hết đời mình thì trao lại cho người khác thì được. Chứ còn nếu cái nhà đó là của riêng tư của mình, rồi mình đứng chủ quyền, rồi mai mốt mình bán buôn đổi chác, coi như là không có dính dáng gì tới chùa hết, thì không nên. Vì nó không đúng cái tinh thần của người xuất gia.